Xin chào các trader, sau một khoảng thời gian dài giao dịch, các bạn nên nhìn nhận lại quá trình giao dịch của mình. Đây chính là điều thiết thực mà bạn cần làm trước khi mong muốn có một kết quả đầu tư tốt hơn. Việc đầu tiên mà DKJ khuyên các nhà đầu tư là kiểm tra lại xem bản thân còn những thói quen xấu nào còn tồn đọng và phải quyết tâm loại bỏ chúng trước khi thực hiện các giao dịch mới. Để tiếp tục series tuần này, chúng tôi muốn chia sẻ cho bạn về 5 thói quen xấu nhà giao dịch nên từ bỏ và nếu bạn đang là một nhà đầu tư mới thì đừng nên bỏ qua nội dung này. Sau đây là 5 thói quen giao dịch xấu mà chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi ngay để có kết quả giao dịch tốt hơn. Cùng bắt đầu ngay nhé! Thói quen đầu tiên, cũng là thói quen mà bất kỳ ai cũng sẽ mắc phải, chính là sợ bị thua lỗ. Đây là tâm lý của rất nhiều trader, kể cả với các trader đã giao dịch lâu năm. Thua lỗ là một phần của, và nó là điều bình thường mà các trader khi đã tham gia vào thị trường này nên chấp nhận nó. Thậm chí, khi trải qua thua lỗ, trader sẽ có thể rút ra bài học cho riêng mình và trưởng thành hơn trong các giao dịch tiếp theo. Vậy tại sao bạn lại sợ thứ khiến mình trưởng thành hơn trong khi nó lại là yếu tố vốn dĩ tồn tại trong? Chúng ta không thể loại bỏ sự thua lỗ ra khỏi quá trình, chúng ta cũng không thể để nó lấn át tâm lý của mình trong giao dịch. Các trader cần rèn luyện sự kiên nhẫn và kỹ năng kiểm soát tâm lý trong các giao dịch của bản thân để khiến lợi nhuận chiến thắng những giao dịch thua lỗ mà bạn phải đối mặt trong quá trình giao dịch của mình. Thứ hai là thói quen giao dịch theo đám đông. Đây là một trong những nước đi sai lầm mà không ít trader mắc phải. Ở bất kỳ thời điểm nào, thị trường tài chính luôn bị chi phối bởi lòng tham và nỗi sợ hãi. Giao dịch theo đám đông dùng để chỉ một nhóm các nhà đầu tư nhỏ lẻ dựa vào hành động của các nhà đầu tư khác mà thực hiện các giao dịch. Tâm lý đám đông thường xuất hiện trong hai trường hợp, một là nhà đầu tư quá hưng phấn, hai là nhà đầu tư đang sợ hãi. Dù là trường hợp nào thì nó cũng tăng cao khả năng rủi ro cho các giao dịch của nhà đầu tư. Nếu các nhà đầu tư quá hưng phấn, nó sẽ tạo ra hiện tượng giá ảo, còn nếu nhà đầu tư quá sợ hãi thì sẽ bán tháo tất cả để cắt lỗ. Tâm lý đám đông là yếu tố quan trọng tác động đến sự tăng hay giảm giá cổ phiếu. Khi đám đông cùng nhau mua cổ phiếu thì giá cổ phiếu sẽ tăng và ngược lại. Chạy theo đám đông là một thói quen xấu cần loại bỏ ngay của các nhà đầu tư nếu muốn đầu tư lâu dài. Đây được coi là một nhược điểm cố hữu trên thị trường và dễ dàng gây nên hoảng loạn nếu nhà đầu tư không giữ vững tâm lý. Thứ ba, thói quen giao dịch 24/24. Với các trader thông minh, họ sẽ chọn một vài khung thời gian và phiên giao dịch tốt nhất để nâng cao hiệu quả đầu tư. Việc ngồi trước màn hình 24/24 đối với một trader là điều không cần thiết. Thậm chí nếu theo dõi thị trường quá lâu, trader dễ mắc phải hiệu ứng FOMO dẫn đến over. Thứ 4, thói quen không có kế hoạch giao dịch cụ thể. Giao dịch theo một kế hoạch cụ thể là một phần quan trọng trong quá trình tìm kiếm lợi nhuận của trader. Nếu trước đây bạn không lập kế hoạch trước khi giao dịch thì đây là thời điểm bạn nên thay đổi thói quen xấu này của mình. Giao dịch có kế hoạch sẽ giúp trader theo dõi sát sao quá trình giao dịch và điều chỉnh kịp thời nếu thị trường đảo chiều ngược với kỳ vọng của họ. Thứ 5, thói quen phá vỡ nguyên tắc giao dịch của bản thân. Mỗi trader có thể sẽ có những nguyên tắc giao dịch của riêng mình. Tuy nhiên, không ít trader đã bị ảnh hưởng bởi những điều kiện thị trường hoặc yếu tố tâm lý mà phá vỡ các nguyên tắc do chính mình đặt ra. Khi phá vỡ các nguyên tắc giao dịch một lần, trader sẽ có thể lặp lại sai lầm này trong những lần tiếp theo. Vì thế nếu bạn có thói quen xấu này, hãy sửa đổi ngay và rèn luyện bằng những giao dịch có nguyên tắc. Những điều đã liệt kê trên là những thói quen xấu mà một nhà đầu tư cần bỏ ngay và đừng chần chừ, hãy xem lại phương pháp đầu tư của chính mình hiện tại nếu bạn muốn có kết quả giao dịch tốt hơn. Và đừng quên để lại comment bên dưới về những thắc mắc nếu có, hoặc những mã cổ phiếu nào mà bạn chưa có câu trả lời, đội ngũ DKJ sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của quý nhà đầu tư. Chúc quý nhà đầu tư sẽ áp dụng thành công những thông tin mà bạn nhận được từ chúng tôi.